nhiêu ánh blue. Mà màu nâu ánh blue trên nền tóc này không cần phải tẩy nha mọi người. Và không gắt dây đầu, không đau dây đầu khách hàng luôn. Và màu được bám sâu và bền hơn. Mà mình nhộm cái sản phẩm này không cần thuốc nhộm hoặc là không cần sử dụng oxy luôn nha mọi người. Mình sẽ sử dụng sữa và hấp dầu với màu nhộm, màu nước. Thì mọi người muốn biết được cái sản phẩm mình làm đó thì nhớ là comment dưới bình luận ở dưới đó. Mình chia sẻ cho cả mọi người sản phẩm đó. Và thứ hai nữa là không quên đó là like và đăng ký kênh cho mình để mình chia sẻ tiếp cho tất cả các bạn cái sản phẩm cái màu tóc đó nha. Đây thì tóc của gái này là phần chân tóc đó, là phần chân tóc đen tự nhiên. Còn phần đuôi tóc này là phần đuôi màu. Thì mình sẽ áp dụng phương thức nhộm từ trong ra ngoài luôn. Mình nhộm một lần luôn. Mình nhộm một lần một từ trong ra ngoài. Đây. Mà sản phẩm này nhộm không cần phải sử dụng oxy. Nhộm không gác dây đầu, không đau dây đầu, rất là im và mát dây đầu. Với lại là nhộm lên sợi tóc mình rất là nặng, rất là mướt luôn nha. Vừa nhộm vừa phục hồi luôn nha mọi người. Mọi người xem thử kết quả của mình làm ha. Nhớ xem cái video mình từ đầu đến cuối nha mọi người. Mình chia sẻ cho tất cả mọi người công thức ở dưới video, ở dưới bình luận á. Mọi người muốn biết cái công thức hay là cái sản phẩm của mình đang làm á thì nhớ là bình luận ở dưới phần video cho mình và nhớ là đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Đây mình rồi, mình bắt đầu mình làm nha mọi người. Màu này còn gọi là màu xanh dương nha. Rồi mình cho ít khoảng 10-15% màu green nữa. Đây mình cho một ít collagen đó nha mọi người. Đây là sữa đây. Đắt đều lên. Rồi mình nhộm nha. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Mọi người thấy hay nhớ chia sẻ cho mình nha mọi người. Đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Mình sẽ chia sẻ nhiều video cái tiếp nữa mọi người. Rồi mình tiến hành mình nhộm nha mọi người. Rồi mình sẽ nhộm từ trong chân ra ngoài luôn nha các bạn. Cái màu này nhộm nó rất là mướt tóc và nó không có làm cho mình sốt dây đầu và gác dây đầu. Và bởi vì thường thường mình nhộm những cái tông màu này cần phải tẩy, rồi thêm mình đắp cái nhộm lên nữa là cái dây đầu khách hàng nó rất là bị gác khó chịu, thành ra khách hàng rất là sợ. Thì với cái màu nhộm này, với cái nhộm này của mình thì mình sẽ nhộm luôn là không gác dây đầu, là thêm bằng nữa là không tổn hại tóc của mình. Thì mình nhộm sơ lược những cái tông màu này á, là những cái phần bên ngoài mình sơ lược trước nha mọi người. Mình sẽ nhộm sơ lược trước. Đây cái phần chân tóc của gái này á, là phần chân tóc màu nâu đen tự nhiên nha, tóc tự nhiên từ những chân ra. Thì mình dùng phương pháp nhộm sát chân luôn, nhộm đi ra ngoài luôn. Phần đuôi tóc của em gái này cũng đã có màu rồi.
chải đều sơ lược lớp bên ngoài hết nha mọi người, mình chải sơ lược đều hết. Đây thì mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi người từ đầu đến cuối chi tiết cái quá trình mình nhộm những tông màu này. Đó, xong rồi mình sơ lược qua rồi mình sẽ nhộm cái tiến hành nhộm luôn xuống cái phần đuôi luôn nha. Mát không con? Mát. Có gác cái đầu không? Không. Thuốc này nhộm đã. Cái mấy thuốc kia là nãy giờ là khách hàng đang giờ dễ tử. Rồi. Thì thuốc cái này cái chén thuốc mình nãy mình pha nhộm á là mình có gồm có collagen và sữa tươi cộng với màu nhộm blue cộng với rin nha mọi người. Còn sản phẩm màu các bạn muốn biết thì nhớ là comment cho mình đi, đăng ký kênh rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn sản phẩm màu sau nha. Mình khép được dấu lại. Rồi mình tiến hành mình nhộm từng lớp hết cả đầu rồi mọi người. Thì như vậy là mình đã nhộm hoàn thành xong ha, mình đã lên thuốc xong thì bây giờ mình massage cho nó đều, cho nó thuốc nó thấm đều lại. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy nó chùm lại và mình kích nhiệt ha. Thì đối với tóc này mình sẽ kích nhiệt 15 phút, mình để thêm 15 phút nữa cho nó nguội là nửa tiếng. Nếu mà có thời gian nữa thì mình để thêm 1 tiếng đồng hồ. Thì tóc nó sẽ càng thấm thì cái màu của mình nhộm giữ rất là lâu. Ở với những cái màu tóc này mình nhộm xong á rồi mình sấy khô bằng nóng, bằng sấy cái hơi nhiệt độ nóng hoặc là mình lấy là máy kéo nóng cũng vẫn không bị bay màu. Đối với những sản phẩm nhộm màu nhộm thường á thì nó rất dễ bay màu nha. Còn này là không sợ bay luôn. Rồi mình sẽ chùm mũ nóng nha mọi người. Đây mình kích nhiệt khoảng 15 phút nha mọi người. 15 phút sau rồi mình tháo ra rồi để nguội mình đem đi xả. Rồi mình đợi chờ mình kết quả nha. Rồi mình ủ tóc để kích nhiệt 15 phút và mình để nguội 15 phút nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chải tóc và kiểm tra lại tóc coi nó đạt hiệu quả chưa, đạt màu chưa thì mình đem đi xả nha. Đây mình sẽ bắt từng lớp và mình kiểm tra lại. Đây tóc này thì mình nhộm lên sợi tóc nó rất là mướt nha, và cái lại nó rất là chắc, nó không phải như mấy cái sản phẩm kia. Các bạn xem này, vừa nhộm vừa phục hồi luôn. Không sợ gác da đầu. Đây, thấy màu không? Sợi tóc rất là nặng lên luôn nha mọi người. Tóc yếu là nhộm là tóc nó khỏe luôn, hồi luôn. Rồi mình sẽ tiến hành đem đi xả nha.
Vì thì bộ sản phẩm này thì lần trước mình cũng đã làm một liệu trình là sẹo của mình, sẹo gỗ và thâm nám. Tại vì ngày trước da mặt của mình nó rất là xấu, thì thường thường nó bị nổi mụn lên rất là nhiều và nó bị sẹo gỗ, người nhìn thấy nó rất là nó khó chịu, nó rất là ngại. Thì nhờ cũng có sản phẩm này thì mình cũng đã cải thiện rất là nhiều, cho nên là mình cũng rất là tự tin trong công việc của mình, và mình cũng mạnh dạn và tự tin hơn, và mình sẽ nhập sản phẩm này về để chia sẻ cho tất cả mọi người. Và bạn nào muốn làm da đẹp thì có thể liên hệ đến mình. Thì thông thường thì sản phẩm này thì mình phải điều trị, các bạn là phải nhẫn nại điều trị cho cái mặt mình nó mới đẹp được, chứ đừng có một bước mà muốn đòi lên liền, thì cho nên đó là nó không được, phải từ từ thì chịu khó qua từng giai đoạn. Thì giống như Nguyễn Tống Giao Huy cũng đã chia sẻ với các bạn là video clip đầu tiên là mình phải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn, qua nhiều cái giai đoạn khó khăn thì mình mới có thành công được, mới có được cái làn da đẹp được, các bạn cũng đã biết ha. Chứ không phải là sản phẩm nào mà bước vô là một hai ngày là nó sẽ đẹp được, thì phải qua từng lớp, từng giai đoạn. Thì ví dụ như sản phẩm là mình phải chấm sẹo gỗ thâm nám tàn nhang trước, rồi nó sau 3 đến 5 ngày gì đó tùy theo cái làn da đó, là cái da mặt của mình đó, là nó sẽ tái tạo lại và sẽ có một cái lớp da đó ra.